nay Kimberly chia sẻ món trà trôi nước nha. Bây giờ để làm món này, ở đây Kimberly có 300g đường ha, 40g dừa nạo ha, 2 muỗng canh mè, 90g đậu xanh cà, vậy đây 6 muỗng canh nước cốt dừa, 300g bột nếp, 100g củ gừng, phân nửa Kimberly sắc sợi, phân nửa Kimberly đập dập ha. Đây là 1 muỗng rưỡi muối, cà phê muối ha. Nước, 1 cup nước, nước ấm, ấm già nha các bạn, tức là nó hơi bốc khói lên đó. Bây giờ Kimberly sẽ vo cái này, mình đi nấu cái đậu xanh trước nha. Bây giờ Kimberly mở lửa lên nha. Đậu thì Kimberly vừa vo rồi nè. Kimberly sẽ cho vào đây 1 cup 1/4 nước, tức là 300ml nước ha. 300ml nước đó. Mình sẽ để đây mình nấu nha các bạn. Đừng có đậy nắp, để gì nấu nha. Nấu với lửa lớn nha các bạn. Rồi sau đó mình mới hạ sau nha, hạ lửa sau. Bây giờ thì mình sẽ nhồi bột nha các bạn, cho bột vào cái thau ha. Trong cái bột này Kimberly sẽ cho nửa muỗng cà phê muối vô đây nha. Để cho cái bột mình nó hơi có vị mặn chút xíu ha. Bây giờ Kimberly sẽ đổ nước nóng nè. Nó nước ấm ấm già đó, nó hơi bốc hơi lên nha, chứ không phải nước sôi nha các bạn. Thì Kimberly sẽ cho nó vô đây từ từ nè. Mình nhồi bột ha. Đó, các bạn thấy nó bốc hơi lên không? Bốc hơi lên nhưng mà mình có thể đụng vào được nè. Đó, mình nhồi nước ấm như vậy thì cái bột nó mới mau nở. Đôi khi cũng tùy theo bột nó cũ hay là nó mới nha các bạn. Có nhiều bột nó sẽ thấy nhiều nước hơn. Kimberly đổ vô 1 cup trước nè. Mình nhồi. Giờ Kimberly sẽ cho thêm nước cốt dừa vô đây nè các bạn. Kimberly sẽ cho 3 muỗng canh nước cốt dừa ha. 3 muỗng canh này là bằng 45g, 45ml luôn. Đó, bắt đầu mình nhồi ha. Rồi, cái bột nó ấm nha các bạn. Bỏ nước cốt dừa vô để cho cái bột mình nó mịn, nó bóng, nó mượt đó các bạn. Mà nó cũng hơi thơm, nó mất đi cái mùi của cái bột khô nè. Đó. Các bạn nhồi như vậy 10 phút nha các bạn. Nhồi đến khi nào mình thấy cái bột nó mịn thì nó mới ngon ha. Cái đậu của mình nó có bọt nè, mình hớt cái bọt này đi nha. Có cái bọt bỏ nha các bạn. Rồi thì cứ tiếp tục nấu cho nó khô nước lại nha các bạn. Sau khi nước nó rút thì Kimberly hạ lửa xuống nha. Hạ lửa nhỏ xuống. Hạ lửa xuống. Xong Kimberly cho 4 muỗng canh nước cốt dừa vô nè. Ba muỗng canh nước nóng nha. Kimberly tráng hết cái nước cốt này ra. Đó. Đây là dừa nạo ha. Kimberly sẽ bỏ vô đây luôn. Tại vì là Kimberly dùng dừa cái này nạo mà Kimberly bỏ đá đó, nên giờ Kimberly bỏ vô. Còn nếu các bạn mà nạo vừa tươi á, thì các bạn khoan hãy bỏ vô, đợi chừng nào cái đậu nó rút hết nước rồi mình mới bỏ vô nha. Đậy nắp lại để cho nó hầm cái hơi á, cho cái đậu nó chín nha các bạn. Mở lửa nhỏ nha. Sau khi Kimberly mở lửa nhỏ nấu thêm 10 phút thì bây giờ cái đậu nó mềm rồi nè ha.
cái đậu nó mềm. Bây giờ Kim Ly sẽ cho đường vô nha. Đậu nó phải mềm rồi các bạn mới cho đường vô, không là đậu nó sượng. Ở đây là 50g đường cát nha. Để cho vô. Bạn cho một muỗng cà phê muối nha. Rồi một muỗng cà phê muối ha. Trộn lên nè. Tán nó ra. Bạn cho đường vô là nó sẽ nhão ra đó. À, các bạn phải sên chút xíu nữa cho nó gút, nó khô lại. Ở đây là 3 sợi hành lá đó. Cũng vung canh hành lá sắp nghiễn mà. Kim Ly sẽ cho vô đây, hồi nãy Kim Ly quên đó. Rồi sau 5 phút thì cái đậu nó như vậy nha các bạn. Đó, nó không còn nước nữa thì Kim Ly sẽ cho hành vô ha. Mình trộn đều nó. Rồi mình tắt lửa nha. Rồi tắt lửa ha. Giờ Kim Ly sẽ cho ra cái tô, đợi cho nó nguội ha. Đó. Nãy giờ thì Kim Ly đã nhờ bột xong rồi, thì cái bột mình để ở đó cho nó nghỉ, cho nó nở thêm. Cái ấy ăn gì cho nó mau khô. Ở đây là Kim Ly có 1 lít nước nha. Đó, 1 lít nước. Mở lửa lên ha. Mở lửa lớn đi. Rồi bây giờ Kim sẽ cho đường nè. À, 5 miếng đường này là 300g ha. Thì các bạn nấu theo cái khẩu vị của gia đình. Kim Ly nấu 300g đường ha. Cái đậu này Kim Ly căng được là 360g ha. Thì Kim Ly sẽ làm 10 viên. Thì mỗi một viên sẽ là 36g. Thì khoảng bao nhiêu nè các bạn? Một muỗng canh vung vậy ha. Bằng cái này nó khoảng bằng cái chồng đỏ trứng gà các bạn. Kim Ly thoa miếng dầu ăn trên tay nè. Đó, bây giờ trong khi mình đợi cái nước đường đó nó tan ra, cái đường nó sôi lên, thì bây giờ mình vo cái viên này trước ha. Nè các bạn thấy không, nó mềm, nó không khô nha. Đó, 10 viên ha. Kim Ly sẽ làm 10 viên. Nếu các bạn muốn làm nhiều hơn thì các bạn nhân lên thôi. Đó, làm quen tay thì chỉ cần nhắm thôi, không cần căng đâu. Giờ Kim Ly vo cho hết nha. Cái nước đường này Kim Ly sẽ cho muối vô đây nha. Sẽ cho một muỗng cà phê lưng muối vô đây ha. À, để cho nó đậm đà. Bây giờ mình sẽ vo duyên cái cho nước mình bỏ vô đây, cái bột đó. Kim Ly vo được 10 cái nè. Kim Ly sẽ làm 10 viên cho nước, còn như Kim Ly làm ỉ nha. Đây, khi Kim Ly nhồi bột xong đậy nắp nè, để giữ cho cái ẩm, không thôi là nó sẽ bị khô bột đó. Đó. Thì các bạn cái này 36g thì cái bột các bạn lấy chừng lớn hơn cục nhân chút xíu, thì khoảng chừng 40-45g. Thì tùy các bạn gia đình muốn ăn bột áo nhiều hay ít ha. Đó. Giờ mình chỉ cần ấy cho nó dẹp ra ha. Bỏ cái nhân lên, mình kéo ngược nó xuống như vậy ha. Túm nó lại, túm cho nó chặt tay nha các bạn. Đó. À, cho nó nằm gọn ở trong này. Lăn cho nó tròn, không được lòi cái nhân cả nha. Giờ Kim Ly bỏ thẳng vô nước đường luôn nha. Đó, ép dẹp nó ra. Rồi bỏ cái nhân vô, úp ngược nó lại cho cái bột nó chảy xuống từ từ nè. Mình bóp sát lại gì để ăn chi, để cho cái bột nó ôm sát vô cái nhân á. Mình sẽ cho lửa nhỏ nhỏ ha. Bạn nắng tròn tròn ha, tròn theo ý của mình, xong thả vô. Bây giờ Kim Ly sẽ cho cái gừng đập dập nè vô trước nha. Đó,
mình nấu lên cho nó sôi từ từ để nó rút vô nha. Mình cố gắng mình vo cho nó nhanh nhanh tay nha các bạn, để bỏ vô trong này hết luôn. Giờ Kimberly làm cho nó hết luôn nha. Đã vo 10 viên xong rồi đó các bạn. Bây giờ Kimberly còn lại bao nhiêu bột này nè, Kimberly sẽ làm ỉ nha. Cái ỉ thì Kimberly sẽ cho 1-2 giọt cái màu lá dứa nè, nó gọi là cái pendant leaf nè, extra pendant leaf ha. Bây giờ Kimberly sẽ cho 1-2 giọt vô đây để mình tạo cái màu á. Để cho một vọt trước nha, xong rồi mình nhồi nó, nhồi có cái màu mình thích chưa. Kimberly chỉ cho một vọt thôi cho cái màu nó hơi nhạt nhạt kìa thôi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vo ỉ nè, bỏ vô nha. Đó. Bắt cục chừng bằng cái trứng chim nha. Bỏ vô. Bạn nào không ăn được nước cốt dừa thì không cần phải bỏ vô. Nhưng mà Kimberly thì thích nước cốt dừa cho nó mướt với nó béo đó các bạn. Màu lá dứa nè cho nó có cái màu đẹp đẹp, thơm thơm. Hết cái bọt này bỏ nha, nếu mà có cái bọt ở trên nè các bạn hết. Khi mà cái chai nước nó nổi lên ha thì các bạn sẽ cho cái này vô, cái gừng sắc sợi vô ha. Rồi mình nấu thêm 5 phút nữa nha các bạn. Bỏ cái gừng này vô nó sẽ có lên bọt tiếp thì mình hớt nha. Đó, nấu thêm 5 phút với lửa vừa vừa nha, không có quá nhỏ không quá lớn đó, vừa vừa. Các bạn thấy bây giờ cái nước nó cũng hơi kẹo kẹo lại nè ha. À, giờ là chắc chắn là nó chín rồi. Mình nấu nãy giờ cũng 10 phút, hơn 10 phút á. Giờ Kimberly tắt lửa nha. À, múc cái chén nha. Thật ra hôm nay Kimberly làm chè cho nước để đưa ông Táo về trời ha. Đó. Các bạn cho chè ỉ vô nè, cho mấy cái ỉ vô. Ỉ lên. À. Có tí xíu gừng ăn ấm bụng ha. Cho thêm mấy viên ỉ nè. Cắt một miếng mè lên ha, mè rang nè các bạn. Đó, các bạn nhìn đẹp không? Bây giờ Kimberly múc chè để cúng nha. Kimberly mời quý vị và các bạn làm món chè trôi nước cho gia đình ăn thử nha. Làm theo kiểu của Kimberly cho gia đình ăn thử coi có thích không. Thì Kimberly nấu chè trôi nước để đưa ông Táo bà Táo về trời ăn Tết với Ngọc Hoàng nha. Đó. Thì các bạn cũng có thể làm chè trôi nước ăn bất cứ lúc nào. À, các bạn nhìn thấy ngon ha, bóng mượt luôn. À, bên kia thì Kimberly cúng ông Táo, còn bên này Kimberly mời quý vị và các bạn nha. Chè nó còn nóng lắm nè, mình ăn thử nha. Đó. Dẻo ha, mềm. Đây. Rồi cho các bạn xem coi cái nhân nè ha. Nhân cũng ướt ướt chứ không có khô nha các bạn. Kimberly mời quý vị và các bạn ăn thử nha. Nóng lắm. Kimberly mời quý vị và các bạn. Nếp nó dẻo, nó thơm. Thơm thơm. Không có nghe mùi bột nha các bạn, nó thơm. Cái nhân thì nó cũng ngọt vừa ăn. Nên cho cái nước. Nước nó ngọt, có tí xíu vị mặn mặn trong này nè. Ăn cái hơi ỉ nha. Dẻo ngon, thơm cái nước gừng lắm các bạn.
chút xíu mè nữa nè, mè gan. Ly chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn video kế tiếp. Thank you for watching. Bye bye.